Chào mừng các bạn đến với Việt Nhạc Center. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu sản phẩm FST300 Acoustic, đàn dây sắt nha các bạn. Đó, giá xinh, rất là sinh viên luôn, nhưng mà được rất nhiều các bạn ưa chuộng. Đây cái model của nó nè. Thì cái đây là cái thùng của cây FST300 BK là màu đen. Đó, bạn thấy trên màn hình nè. Thì cái model này nó sẽ có 3 màu: màu đen, màu trắng và màu gỗ. Thường mình thấy các bạn nam sẽ mua màu đen, còn các bạn nữ thì chắc thích màu trắng rồi. Thì bây giờ mình sẽ đây cây màu trắng nè, cho các bạn xem cận cảnh của nó. Thì đây đó, mặt trước của nó nè full trắng, mặt sau khóa của nó là inox, các bạn nhìn cái khóa của nó rất là đẹp luôn. Đây đó, thì cái hàng này tiêu chuẩn của nó là 20 phím đó, tiêu chuẩn của nó 20 phím. Thì cái cây đàn này nó dáng của nó là dáng chữ D đó, nó không có khuyết, nên khi mà bạn chơi sẽ cho ra một cái âm thanh rất là dày đó, nghe rất là thích đó. Đây cái model của nó cũng được dán trong thùng đàn nè. Thì đối với cái cây này thì đây là màu trắng nè, các bạn thấy nó rất là đẹp luôn. Rồi mình sẽ cho các bạn coi cận cảnh cây màu đen. Đây là cây màu đen nè các bạn thấy nè, nó thì nó là full đen luôn, từ trên xuống dưới nó đen thui đó, nhìn rất là sang đó, thấy mình ở trong cây đàn luôn đó. Thì nó cũng như cái cây màu trắng thôi, nó cùng một model mà, thì nó cũng là 20 ngăn đó. Thì nó chỉ khác là hàng này nó full đen đó, hàng kia là full trắng, còn một cây full gỗ nữa. Thì các bạn cứ tới showroom đi, mình sẽ lấy cái đàn này cho các bạn trải nghiệm thử để nghe âm thanh thực tế của nó. Cái sản phẩm này ở đây là mình bán rất là được cho các bạn sinh viên, các bạn rất là thích cái này, giá thành cũng phải chăng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Hẹn các bạn ở những video sau.